Well, hello, hello, good morning everyone. Xin chào các bạn, hôm nay là tụi này đang ở một cái viện bảo tàng của người Việt ở San Jose, gọi là Việt Museum. Đây là của bác Lộc với lại các anh chị em mà đã hết bỏ tâm vô để làm cái khu vực này đây. Đây là Việt Museum đây, rất là đẹp. Một cái nhà cổ decor theo kiểu Pháp. Pháp hoặc là Ý, cái này Pháp Ý. You see Việt Museum here, okay. And then đây để này nè. The Museum of the Boat People and Republic of Vietnam. Welcome. So here you get to see many wonderful things. Here's a sign to enter Little Saigon here. And đây là chiếc tàu. Here's a Vietnamese original boat. So this is how we escaped Vietnam. This is one of the small boat. There are bigger boats. There are some even maybe even smaller than this one. That's the other boat here. And this is also some people escape, trying to escape by this. Oh wow, look at this. Okay. So this is one of the project that I was involved in. I'm one of the member. Nè chị, cái dự án này là em có trong hội đồng quản trị nè. Tụi em gây quỹ để làm cái này nè. 360 mấy ngàn nè, cái này nè. Đây, này tụi này tụi em xây đó. Đây là cái cổ thành quản trị. Mình để tưởng niệm hơn 6.000 anh hùng chiến sĩ đã bỏ trận, bỏ xác về đất nước đây. And here are some of the pictures. Rất là thương tiếc đây. And this is one of the other monuments that are here. Chút xíu nữa tụi này sẽ thắp nhang để cầu nguyện. Here's a statue of look like a Vietnamese soldier. Here's a bell. Here's another South Vietnamese soldiers. And A Di Đà Phật. Khu vực này có Phật đó nè. Rồi khu này đó là ngồi ăn uống. Đây có một cái little pond here. Bác Lộc xây cái này dễ thương quá hả? Bác Lộc ơi! And đây là cái nhà hoạt động ở đây. Các anh chị em đều ngồi ăn ở đây. Here's the human rights for Vietnam. Human rights for Vietnam here. And as you enter here, hello. Dạ chào anh. Hello anh. Dạ em là Alan. Em là nhà sản xuất phim. Dạ. À, bác Lộc tới chưa? Dạ bác Lộc chắc 11 giờ. Anh. 11 giờ mới tới hả? Dạ, anh tên gì? Dạ tên Lừng. À Lừng, tên dạ. Là Alan. Em xin biết chung phái đoàn đang ở ngoài. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn anh. Hay quá, làm đẹp quá. Dạ. Làm của mình đẹp nhất ở trong khu này nha. Vâng. Ha. Dạ. Em thấy mấy cái nhà cultural house khác không có nhiều như mình. Dạ. À. Đây chị Kim Anh, chị Nurse, yeah. Con của chị là Chris, yeah. Ảnh là take care khu này, yeah. Bảo tàng đẹp quá. Trời ơi, ở Nam Cali không có cái này thì uổng quá. Chỉ có Bắc Cali có, Nam Cali không có cái này. Ồ, hay quá. Ừ, kỷ niệm quá. Rồi, dễ thương quá chị ha. My gosh. Chris, con coi này để con nhớ kỷ niệm nè con. You can take picture if you like. Có gì mốt em biếu, hello, how are you? Có gì em mốt em biếu cái poster của phim Vượt Sóng đó. Khi người tị nạn em ở nhà sản xuất phim đó. Dạ, có gì em biếu tới đây thì mình bỏ vô chung với cái phim mà em thấy có cái phim Three Seasons như đây nè. Dạ. Em là nhà sản xuất phim Vượt Sóng. Yeah.
Wow, look at all this. These are the medals of the days. What a beautiful museum. I love this. Wow, they did a good job. They did a great job in here. Wow. Wow, this is truly a nice museum. My gosh. Có hồ cá nữa nè. Phong thủy đẹp quá. Oh, I love this. Wow, they did a great job here. Great job. Oh, mấy hình ảnh museum đẹp quá. I love this. This is truly a museum. Wow. Trời ơi, museum đẹp quá chị. Chị vô coi đẹp lắm. Ồ, museum đẹp quá. Anh Ngọc, museum đẹp ghê anh. Ở trong á rất là tỉ mỉ. Wow, họ có trên lầu nữa kìa. Mà rất close up, nhưng mà có trên lầu nữa. Hay quá ha. Ồ, sao mình không raise fund mà để làm một cái building như vậy ở ở Nam Cali chị ha. Ồ, Nam Cali bự vậy mà không có làm được một cái chỗ museum đẹp như vậy. Wow. Đẹp quá. Oh, what a beautiful collection. The golden map is dedicated to 126 countries that welcome 754,000 Vietnamese boat people refugees from 1970 to 1995. Chị ơi, cái museum đẹp quá. Ồ, oh, các anh chị làm tuyệt vời quá. Em ở quận Cam. Ở quận Cam nhiều người Việt vậy mà làm không được cái museum. Uổng quá, có mấy cái museum nhưng mà không có nét của một cái museum. Dạ, rất tiếc, ở đây đẹp quá. Ở đây em thấy anh chị, các anh chị rất là tỉ mỉ, cái này đẹp quá. Và có những cái item rất là kỷ niệm về cái ký ức của người Việt mình. Rồi, đẹp cái này nè. Wow, I love this. My God. Dạ, em lên gặp Bác Lộc. Dạ, dạ. 11 giờ bác mới tới không? Dạ. Bác năm nay chín mấy chưa? 91. He's wonderful. We love him. We love him. Tụi em cũng là bạn chị Thanha. Chị Thanha thấy hả? Tụi em mới gây quỹ xong cho ngày Đức Đạt Ma nè. Ở dưới quận Cam á. Tại ngày cũng xây một cái cultural center 77 triệu. Ở bên Ấn Độ đó. Cho cái history của nhân loại chứ không phải là của Tibet không. Dạ. Để em quay cái này xong cái gì làm một cái project để gây quỹ để xây một cái dưới Nam Cali. Dạ. Cái này đẹp quá. Đẹp ghê chị ha. Ôi, họ làm tỉ mỉ quá. I love it. This is so good. They collect everything so wonderful. Đây là nè Chris, đây là những người tù nè con. Đây là những người bị đi tù nè con. Họ làm hay không con? Đó, đây là những cái kỷ vật ngày xưa nè. Mấy cái ấm nước này nè, con thấy không? Là thời ngày xưa đó, con coi kỹ từng cái đó. Con coi, con chụp hình từng cái để con hiểu. My goodness. Đẹp quá. Hay quá chị ha. Họ hay quá. Em thấy rất là hãnh diện cho người Việt mình đó nha. Họ làm được cái này hay quá đi. Collect bao nhiêu chục năm. Ai có gì ha? Trời ơi, Able Tourist 1930 nè coi nè. 1980 nè coi nè. Họ làm hoành tráng ghê chưa? Quá dễ thương. Hay quá. Đây là những cái pin ngày xưa nè. Wow, Việt Nam Cộng Hòa pin nè chị. Đẹp quá nha. I love this. Wow. Các bạn ơi, có cơ hội đó lên San Jose nha. Đánh vô cái Google Map là Việt Museum. Là các bạn sẽ đến đây để coi
À, đây là cái di sản của người Việt mình để lại, của Việt Nam Cộng Hòa. À, Linh cũng rất là happy là trong hội đồng quản trị của cái tượng đài này. Cái tượng đài này đây đó là Jenny. This place is incredible. Họ xây đẹp quá. Tại sao Nam Cali không được một chỗ vậy? Đúng không? Nè nè, cái tượng đài này là hội đồng quản trị lên trong đây nè. Xây cái này nè. Này ừ, cái này nè. Cái này nè. Cái này là 360 mấy ngàn đó. Trời mắc quá ha. Ừ. Cái đó người ta xây rồi. Cái đó ghi ơn này, cái máy này tướng nè. Dạ. Đó tụi này làm cái này nè. Ở trong đây my family's name is in the back. Right here. Nè Jenny. Đây nè, đây là những nhà bảo trợ nè. And my dad's name is in here somewhere. Anh Michael Đào nè, anh sponsor cũng lớn. Có anh Kiệt nữa, có anh Kiệt nữa. Có, có anh Kiệt. 50 ngàn mỗi năm. Có anh Kiệt. Kiệt lớn lắm. EB Princess nè. Ồ, nó có cái gì đây, tại sao nó có cái miếng gì đây? This was the day that we got it done for her. Why is my name not in here? Oh, my name is right here. Okay. My name is right there. Perfect. Nè, tên Alan có trong đây nè, Jenny. Tên Alan nè. Trong cái hội đồng quản trị nè. Có chị Lê Điệp nữa, chị Lê Điệp chứ mất rồi, tội nghiệp chị ơi. I'm looking for my dad's name. I know it's on here. These are the sponsors. Okay. I guess the other one is supposed to be here. Where did you go? À, cái chùa một cột này dễ thương ha. Bác Lộc làm good job á nha. Quá. Ừ, quá là good job luôn á. Chứ hồi anh nghĩ mình quay đó Jenny. Mình quay từng cái mình nói về cái history chút xíu. Những cái gì mình biết á. Không, bác Lộc làm gì hay quá, chỗ này rất là đẹp. Hello little one. Hello. So this is one of the monument that we built. Oh, nice. Yeah, our organization built this in 2021. It was such a struggle to build this. Because originally it was supposed to be in Southern California. Okay. And there was an internal battle between political parties. Oh, no. So we had to bring it up here. Man, yeah. Tough for us. But it went to a good place. Yeah, I'm really proud of the Viet Museum. Bác Lộc and all the team did a great job. Yeah, it's just a wonderful place. So check it out, Margo. Yeah, let him learn about our people suffering and history. So the opening hour is from 10 a.m. to 3 p.m. every day. So you can go visit here, and it's free to visit, no charge. And here's Chris and his mom. Hai mẹ con vô đây chụp hình cho. Mẹ đứng trước cái này nè. Chụp hai. Ok, bây giờ đứng vô đây em chụp cho. Đứng nghe đây. Chụp mỗi cái khác nhau. Em chụp cho bằng cái phone này, em gửi cho. Rồi, hai mẹ con đứng vô, hai mẹ con đứng vô. Rồi. 1 2 3. 1 2 3. Rồi qua cái museum. Rồi, quay lại. Rồi. 1 2 3. 1 2 3. Đứng kế cái tượng đài hội đồng quản trị nè. Dạ thấy hết đây. Giờ đứng đây nè. Này tụi em xây đó. Ờ, này dự án tụi em làm á. Đây. Cái này khổ biết bao nhiêu chị biết không? Tại vì bị cái trận đánh ở dưới quận Cam đó.
Chẳng lẽ cái này để chỗ cái Freedom Park ở quận Cam đó, nhưng mà bị Phát Bùi với lại Kimberly Hồ đồ phá. Ừ. Cái này con cầu nguyện cho linh hồn 6.000 người đó con. Cái này 6.000 người mà chết ở Quảng Trị đó. Ừ, ok. Rồi, được.